Anh có dự định về Thái Nguyên lần nữa không? Bọn nước thêm câu hỏi nữa. Ít ra phải có một câu hỏi nó như thế này, anh công nhận không? Lúc mà Tùng đến với Thái Nguyên này, Tùng có một sự gọi là vô cùng bất ngờ. Đó là về thành phố của mọi người nhá. Đó là rất là phát triển. Và Tùng thấy Tùng phải wow, hình như còn phát triển hơn cả Thái Bình của mình nữa. Đó là một niềm vui, là một niềm vinh dự đó. Mọi người vỗ tay đi. Ngày người ta phải tắm một lần thôi. Mà người ta tắm một lần là vào buổi tối. Thì dĩ nhiên là bây giờ người ta chưa tắm rồi. Tối người ta mới tắm chứ, đúng không? Tùng chân thành, Tùng chân thật. Hãy thử xem là câu trả lời này có đúng không? Ôi, nó giật đúng không ạ? Ôi, vậy là máy đã chứng minh là Tùng nói dối. Như vậy là câu đầu tiên nhá. Như vậy là Tùng đã tắm rồi trước khi đến đây. Khổ đấy, người ta nói thật thì không tin, đến lúc nói dối thì cứ tin. Bắt đầu luôn đi, bắt đầu luôn. Tự tin à? Nhớ okay. Nhìn tin rồi. Đã bao giờ Sky làm Tùng buồn chưa? Ồ, sao mà tự dưng câu hỏi mà nó lắng rồi vậy? Vậy là mọi người có lúc làm Tùng buồn rồi hả? Mọi người đang muốn nghe Tùng nói đấy. Sự chân thành luôn đến từ những cảm xúc thật. Mình nên lắng lại một chút. Thực ra thì Sky luôn làm Tùng cảm thấy hãnh diện. Luôn luôn là hãnh diện. Và luôn luôn là hạnh phúc. Tại vì có một cái điều mà Tùng đã chia sẻ rồi. Tùng chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên Sky sẽ theo mình cho đến tận bây giờ. Và cho đến tận bây giờ chỉ cần nhắc đến Sky là mọi người biết đó là fan của Sơn Tùng ATP. Mình cảm thấy vô cùng hãnh diện về điều này. Và thứ hai, khi mà Tùng ở bất cứ nơi đâu thì Sky luôn luôn dành thời gian đến hét hò, điên loạn và hát theo cùng Tùng. Đó là một cái điều mà Tùng cảm thấy hạnh phúc lắm. Làm sao mà có chuyện Sky dành cho em đến những nỗi buồn được. Chỉ là hạnh phúc và dưới hãnh diện thôi. Và Tùng mong rằng Sky sẽ luôn luôn như thế này. Mãi như ngày hôm qua. Luôn luôn yêu thương nhau, đoàn kết và ủng hộ cho Tùng. Đó là Tùng vui và hạnh phúc lắm rồi. Xin chân thành cảm ơn. Với câu hỏi này thì tôi xin phép đạo diễn cũng như là anh chuyên gia, chúng ta sẽ không cần phải thử nữa. Tôi đứng ở đây và tôi nhìn mắt Tùng. Khi mà Tùng nói tôi tin là bạn thật. Chân anh vẫn còn 9 tháng mẹ hiền, từng bậc lo và thương nhớ. 9 tháng mẹ hiền, nhà sàn đất xưa đã sinh có những bước đi đầu tiên. Mẹ dù đến từng bậc không thể quên được. Cảm ơn Thái Nguyên rất nhiều.